Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thời sự Khánh Hòa trưa nay. Sáng nay, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Cục Hàng không Việt Nam, do ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam làm trưởng đoàn, về báo cáo điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Cam Ranh, thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Căn cứ vào hiện trạng cảng hàng không Cam Ranh và nội dung các quy hoạch được duyệt, đơn vị tư vấn đề xuất hai phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không Cam Ranh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, phương án 1 sẽ giữ nguyên quy mô các đường cất hạ cánh, xây dựng hai đường lăn thoát nhanh tại vị trí cách đầu 20R và 20L, đường cất hạ cánh số 2 là 2.365m, xây dựng nhà ga hành khách theo phương án hình cầu dẫn PE, hỗn hợp cầu dẫn và chữ Y Hybrid, cấu hình mở Open. Phương án 2 sẽ xây mới đường cất hạ cánh số 1, cách đường cất hạ cánh số 2 là 360m, xây dựng 8 đường lăn thoát nhanh tại vị trí cách đầu đường cất hạ cánh 02R-20L và cất hạ cánh 02L-20R là 1.975m và 2.300m. Xây dựng nhà ga hành khách theo phương án tuyến tính, đơn vị cũng đề xuất 3 vị trí để bổ sung đường cất hạ cánh số 3 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn cho cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Sau khi nghe góp ý của các sở ngành liên quan, ông Nguyễn Anh Tuấn cơ bản thống nhất với đề xuất điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Cam Ranh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Cục Hàng không. Đối với đề xuất đầu tư đường cất hạ cánh số 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đoàn phối hợp với các sở ngành của tỉnh để tiếp tục rà soát, đánh giá ảnh hưởng tác động đối với các khu vực xung quanh khi triển khai đầu tư. Trên cơ sở đó, tìm phương án tối ưu nhất, vừa hài hòa lợi ích, vừa đảm bảo về mặt kỹ thuật, khả năng khai thác. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị phổ biến nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy Khánh Hòa cho các chức sắc tôn giáo. Các đại biểu dự hội nghị đã nghe báo cáo những nội dung cơ bản của nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, nghị quyết 09 đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 là thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị cũng đã phổ biến chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình với 11 nhóm chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy trong xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, xây dựng và thực hiện tốt công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng cơ chế chính sách đầu tư tài chính và phân cấp quản lý đặc thù phù hợp, phát triển đô thị theo định hướng thông minh bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế. Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến và triển khai chương trình hành động để sớm đưa nghị quyết 09 đi vào cuộc sống, đáp ứng được kỳ vọng của Trung ương, mở ra cơ hội và là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn sáng nay đã tổ chức công bố và trao quyết định tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 đối với 17 trường hợp đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức tổ chức vào cuối năm 2021. Trong số những công chức trúng tuyển lần này, có 6 trường hợp được bố trí công tác tại vị trí địa chính nông nghiệp, xây dựng và môi trường của các xã thị trấn, vị trí tư pháp hộ tịch 3 công chức, văn phòng thống kê 2 công chức, kế toán 1 công chức, văn hóa xã hội 4 trường hợp và 1 trường hợp được phân công đảm nhiệm vị trí chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự xã. Tất cả công chức trúng tuyển đều có trình độ đào tạo bằng cấp theo yêu cầu tuyển dụng, được sắp xếp phân công nhiệm sở đảm bảo phù hợp vị trí việc làm, trình độ chuyên môn và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các xã thị trấn. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn chúc mừng 17 công chức đã trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng lần này và mong muốn các công chức sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách trong môi trường làm việc mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, yêu cầu các địa phương tạo điều kiện giúp đỡ để các công chức mới nhận nhiệm vụ phát huy năng lực, trí tuệ, kiến thức đã được học, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhằm cung cấp nguồn nước sinh hoạt, nước phục vụ sản xuất cho xã Ba Cụm Năm năm 2021-2022, huyện Khánh Sơn đã đầu tư 20 tỷ đồng thực hiện dự án hồ Ca Tơ, xã Ba Cụm Năm. Hồ Ca Tơ có quy mô công trình thủy lợi cấp 3,
dung tích toàn bộ hơn 148.000 mét khối, dung tích hữu ích trên 125.000 mét khối. Công trình có các hạng mục đầu mối chính gồm hồ chứa, đập đất, cống lấy nước, trạm xả lũ, nhà quản lý và các hạng mục cấp nước sinh hoạt chính, trạm bơm nước thô, khu xử lý nước, đường ống cấp nước, bắt đầu khởi công từ tháng 8 năm 2021. Để hoàn thành dự án hồ Cát Tơ vào cuối năm 2022, chủ đầu tư đã vận động bàn giao mặt bằng thi công được 90% và đông đốc nhà đầu tư triển khai nhân lực, phương tiện thi công các hạng mục. Hiện nay trên công trình hồ Cát Tơ, các đơn vị vừa thi công vừa tiếp tục giải phóng mặt bằng 10% diện tích còn lại. Đến thời điểm này, tiến độ thi công dự án hồ Cát Tơ đã hoàn thành 60% khối lượng công việc. Công trình hồ chứa nước Cát Tơ sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho người dân xã Ba Cụm Nam, nhất là các khu vực cao, xa như hai thôn suối Me và Cát Tơ, đồng thời chủ động nguồn nước tưới cho một phần diện tích sản xuất nông nghiệp của xã. Tiếp tục các thông tin đáng chú ý khác. Năm học 2022-2023, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng cùng lúc ở lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông mới chia làm hai giai đoạn, gồm giáo dục cơ bản lớp 1 đến lớp 9 và giáo dục định hướng nghề nghiệp lớp 10 đến lớp 12. Chương trình này bắt đầu triển khai lần lượt ở từng khối lớp từ năm học 2020-2021, thay thế chương trình hiện hành đã áp dụng từ 2006. Nếu như ở lớp 3, số tiết học sẽ được tăng lên so với chương trình hiện hành, thì lớp 10, học sinh sẽ học ít môn hơn và được lựa chọn theo năng khiếu, sở thích của mình. Còn chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng với lớp 7 cho phép học sinh tự chọn tiếng dân tộc thiểu số hoặc ngoại ngữ 2. Trong 3 tháng đầu năm nay, trạm thủy sản Vạn Ninh đã phối hợp với các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện Vạn Ninh và các cơ quan chức năng tổ chức 32 đợt tuần tra, kiểm tra các phương tiện người khai thác trái phép thủy hải sản trên biển. Qua đó đã phát hiện và xử lý 3 trường hợp, xử phạt hành chính theo quy định pháp luật với số tiền là 10 triệu 500 nghìn đồng, tịch thu một bộ kích điện. Ngoài xử phạt hành chính, tịch thu tăng vật, trạm và lực lượng chức năng còn chủ động tuyên truyền trực tiếp cho các đối tượng từ bỏ hành nghề cấm bằng xung điện đánh bắt trên biển, chuyển đổi nghề khác. Thời gian tới, trạm tiếp tục phân ca lực lượng phối hợp với đồn biên phòng để tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp, phương tiện và người cố tình tái phạm. Thưa quý vị và các bạn, như thông tin chúng tôi đã đưa, vào ngày 28 tháng 3, Chi cục Thủy sản Khánh Hòa đã phát đi thông báo về việc tàu cá KH94356TS của ngư dân Khánh Hòa bị lực lượng Malaysia bắt giữ khi đang hoạt động khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam. Trên tàu có 4 thuyền viên. Trong khi các cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp xử lý, thì vụ việc này lại làm dấy lên nhiều lo ngại trong cộng đồng ngư dân khi tham gia đánh bắt khai thác thủy sản tại vùng biển xa. Sau hơn 2 ngày, kể từ khi biết thông tin tàu của chồng mình bị lực lượng Malaysia khống chế và kéo ra khỏi vùng biển Việt Nam, chị Phạm Thị Ngọc Hiền cùng các thành viên trong gia đình đang hết sức hoang mang lo lắng. Bởi đến thời điểm này, gia đình vẫn chưa liên lạc được với các thuyền viên trên tàu cá. Chị Hiền cho biết tàu cá KH94356TS do chồng chị là ngư dân Trần Văn Tài ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang làm chủ tàu, đồng thời làm thuyền trưởng, hoạt động nghề câu cá ngừ đại dương xuất bến từ ngày 19 tháng 3. Đến sáng ngày 28 tháng 3, gia đình nhận được tin báo từ các tàu cá khai thác gần khu vực là tàu cá của chồng mình đã bị lực lượng chức năng Malaysia khống chế và bắt giữ trái phép khi đang hoạt động trong vùng biển Việt Nam. Đó là anh Tài bấm vô cái nút là cứu hộ cứu nạn là ở Sài Gòn, rồi Sài Gòn mới gọi về cho biên phòng. Có ổng mà ổng làm tiền, còn em đi xuống dưới cảng, ổng làm kế cho người ta ăn té nhiều ngày, có 200-300 ngàn làm gì anh. Con em là bé 4 đứa nhỏ nhiều nhóc. Thì em cũng cầu mong á, là sự hỗ trợ của nhà nước, chính quyền á, của mình, bộ ngoại giao ở Việt Nam mình á, gọi can thiệp cho anh Tài về sớm nhất có thể. Căn cứ dữ liệu trên hệ thống giám sát tàu cá, ngày 27 tháng 3 năm 2022, tàu cá KH94356TS hoạt động nghề câu cá ngừ đại dương. Trên tàu có 4 thuyền viên đang hoạt động khai thác hải sản trong vùng biển của Việt Nam, cách ranh giới vùng biển nước ngoài 7,83 hải lý. Tuy nhiên, lực lượng chức năng của Malaysia đã bắt giữ trái phép và dẫn tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam. Vụ việc này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa đến tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất chính đáng của ngư dân Việt Nam. Con ngư dân người ta cũng sợ, người ta cũng nghĩ là cái vùng biển đó là cái vùng biển nó nằm mà không có tranh chấp, nó nằm của Việt Nam. Thì bà con ngư dân người ta cũng làm mà thấy cháu nó bị như vậy thì người ta cũng sợ, người ta hỗn loạn, người ta cũng chạy hết. Cái lý do người ta không chạy, ta không hiểu sao tại sao cái vùng biển của Việt Nam mình mà nó lại bắt ghe của mình.
Không riêng vụ việc này, mà trong năm 2020, ba tàu cá của ngư dân Khánh Hòa cũng bị lực lượng chức năng Indonesia bắt giữ trái phép khi đang khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam. Phải mất rất nhiều thời gian để các bên giải quyết và đưa ngư dân trở về nước. Song vấn đề lớn nhất từ các vụ bắt giữ trái phép này là ảnh hưởng rất lớn đến nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung. Do đó, Chi cục Thủy sản Khánh Hòa đã kiến nghị các cấp các ngành chức năng sớm có biện pháp phản đối hành động bắt giữ ngư dân Việt Nam trái phép, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra giám sát để kịp thời hỗ trợ ngư dân và có biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân Việt Nam hoạt động trên biển, đồng thời đưa ra nhiều khuyến cáo cho bà con ngư dân bám biển an toàn. Hiệu quả. Hiện tại đối với thiết bị giám sát hành trình tàu cá thì ngư dân cũng có rất nhiều kênh để mà theo dõi hành trình của mình. Tức là toàn bộ phần mềm được cài đặt trên điện thoại di động của tàu cá thì hoàn toàn tàu có nhìn là biết cái vị trí tọa độ của mình hiện tại là cách xa cái ranh giới là bao nhiêu, hoàn toàn chủ động được. Đó, trường hợp nếu mà tàu mà vượt qua ranh giới thì sẽ có cảnh báo báo đỏ liền. Tức là hoàn toàn, tôi nghĩ rằng là tàu hoàn toàn có thể theo dõi được cái hành trình của mình, vẫn chủ động để mà tránh lấn sang cái vùng biển của các nước khác. Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các cái ngư dân là khi tham gia khai thác hải sản thì tổ chức theo tổ đội liên kết với nhau để mà kịp thời hỗ trợ giúp đỡ nhau trong mọi tình huống khi hoạt động trên biển. Cái thứ hai là phải trang bị đầy đủ các cái thông tin liên lạc, giữ cái liên lạc thường xuyên với đất liền và các cái lực lượng chức năng để mà kịp thời thông tin cho các cái đơn vị liên quan biết để mà hỗ trợ. Chi cục Thủy sản cùng các cơ quan chức năng cũng đang theo dõi sát sao diễn biến của vụ việc, mong muốn các bộ ngành trung ương can thiệp để sớm đưa 4 ngư dân cùng tàu cá bị phía Malaysia bắt giữ trái phép về nước. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, song nhiều ngư dân Khánh Hòa vẫn quyết tâm vươn khơi bám biển, cam kết chấp hành các quy định của pháp luật để tham gia khai thác thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự Khánh Hòa trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt.